Câu thứ ba, đại tràng hỏi là có người hỏi là hai vợ chồng con cùng tụng kinh Địa Tạng theo chùa, nhưng do tính chất công việc, buổi sáng con tụng kinh cùng chồng quyển thượng, đến tối thì tụng tiếp hai quyển còn lại. Nhưng mà nhiều hôm buổi tối do con phải dạy cháu nhỏ học bài nên không tụng cùng chồng được hai quyển, không tụng cùng chồng được nốt hai quyển. Đến sáng hôm sau con lại cùng tụng với chồng quyển thượng, như vậy có công đức không? Con có bị phạm tội gì không? À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh ấy, cũng giống như gì? Giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết. Giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì? Tất cả đều gì? Đều ngọt. Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút. Hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó gì, nó có thể hơi rắn hơn một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì? Có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của, tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì, của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn tụng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía, không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại gì, dám phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyền thượng mà không tụng quyền trung quyền hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cái tích trượng mà giống xuống ngay trước thì mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có 1/3 mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả 3 phần trọn vẹn? Không có cái chuyện đó. Cho nên đối với Phật Pháp á, là gì? Đầu, giữa và cuối. Trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu được hết vì một cái lý do đặc biệt, đó là gì? Phật tử phải chăm các cháu vào buổi chiều, buổi tối, cho nên không thể tụng được hết. Có thể chỉ ngày thứ bảy chủ nhật mà con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó chăm con nó thì mình là bà nội hoặc bà ngoại mới có thể đọc được hết cả bộ thôi, cũng được, không sao. Nhưng ở đây thầy khuyên thêm, không có thời gian tụng kinh suốt cả 3 quyển như vậy thì Phật tử có thể mở cái đài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Không hoặc là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay là bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng cũng được, mở ra mà nghe. Khi trông cháu vẫn có thể nghe giảng được. Nghe giảng tâm chúng ta gì? Khai sáng, tâm chúng ta tỏ ngộ, chúng ta hiểu ra, à Phật dạy chúng ta như thế, trong kinh Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đọc kinh không chỉ đọc như con vẹt mà chúng ta phải làm như vậy. Phật dạy như vậy, tổ dạy như thế và thầy giảng như thế, chúng ta tin tưởng, học tập và làm theo thì công đức đấy mới được trọn vẹn. Đó, khuyên Phật tử này thêm như vậy.